Dạ, nói chung thì em luôn luôn có những tình cảm yêu mến đặc biệt với các vị trưởng phòng. Em luôn luôn dành những tình cảm yêu thương vô bến cho các anh các chị. Nên vì vậy là trong ngày hôm nay hy vọng là các anh các chị sẽ nhận được cái lời thỉnh cầu của em, là nương tay với em, với lại là sẽ làm cho em vượt qua được căn phòng này một cách nó toàn thay nhất có thể. Mình vào cái vai diễn nào mà nó bình thường và nó nhẹ nhàng là được rồi. Em không có đòi hỏi gì cao siêu cả, nói chung vai diễn gì đó nó nhẹ nhàng thôi để dễ vượt qua. Nói chung tóm lại là linh cảm em không có an toàn ngày hôm nay. Tôi là cung cự giải. Nếu mà ai làm tổn thương tôi sẽ gãi người đó đến chết. Mở cánh cửa thứ tư ra nào. Xinh mà đẹp dễ sợ luôn. Chào em. Dạ chào anh. Chào em. Dạ chào anh. Em thử ca một bài hoặc một đoạn đi cho mọi người cùng nghe nào. Là con gái thật tuyệt. Là con gái thật tuyệt. Chúc bạn gái mở cánh cửa ra an toàn. Dạ. Không phải cắn thắng là lộ luôn đấy. Ơn trời, con nhỏ em gái xém ruột đây rồi. Cần bể. Trời ơi, nhớ quá trời luôn à. Ủa, chị khỏe không? Trời ơi, chị mạnh như trâu. Em khỏe như bò vậy đó. Trời ơi, chị em mình là chị em của súc vật. Chị hơi quá chị. Sao dạo này tự nhiên có rảnh dữ vậy rồi mời chị đi du lịch biển vậy? Chị đợi em lâu quá trời luôn đó. Trời ơi, chị em không lập gặp nhau. Trời ơi, nhiều chuyện tám với chị lắm. Ngon chứ. Mà tại sao tự nhiên mà thích rủ chị đi đâu, tự nhiên rủ ra biển chi vậy? Dạ, ngoài biển đi gió tạt bản mặt hai chị em mình chị thêm mặn mà. Lâu quá không gặp. Dạ. Em già nhiều ha. Sao dạo này mặc đồ như quý bà vậy? Chắc có tiền lắm. Tại bây giờ cái tuổi tim bây giờ lên quá chị ơi. Đúng rồi mà chị em mình có tuổi hết trơn rồi. Nên tụi mình phải thật là quý phái để chặt các bọn trẻ. Chặt hết đứa nào ngồi lên chặt liền. Trời ơi chị, kể chuyện động trời lắm chị. Sao kìa? Trời ơi, con quỷ kia nó giật bồ em. Con nào? Đâu đó bạn chị đó. Trời ơi. Bộ chị em, nhớ đi, bộ chị em nhớ là cái thằng Quỳnh Tú Hồng á hả? Không phải. Em nói nghe nè, bây giờ lộn. Quỷ Hà là chị hết hồn. Định nói kể em nghe vụ này luôn. Vụ gì chị? Dạ, khoan chị. Cái gì vậy? Máng cái gì cơ? Bị máng cái gì? Là phụ tùng. Phải cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Dạ. Đừng để rơi một cái gì chị không dám lụm đâu. Đợi xíu, cái này tay chết mạch rừng. Coi có ai không? Chị không có muốn nói xấu ai nhưng mà phải nói thôi em ơi. Nói đi chị, nói chị, em canh hết rồi, bãi biển này vắng lắm chị. Mình thuê hết nguyên bãi biển rồi, em thuê hết rồi. Dạo này nè. Hình như là Trường Giang thích lái máy bay bà già lắm phải không? Xác nhận giùm chị đi, có không? Chị nghe nói là cặp Việt Hương em ơi. Trời đất quỷ thần hả Việt Hương? Chị nghe bậy rồi. Có không? Cái bà Trường Giang mà gặp ông Chí Tài. Trường Giang gặp Chí Tài dạ. Hả em? Chồng lấy máy bay mà dạng Boeing lái B-52. Thầy rồi. Sao chị nghe đồn là Chí Tài gặp Hoài Linh? Trời ơi. Chị không có thấy nói xấu đâu mà chị nghe đồn vậy thôi đó. Kể chuyện đồn gì đi, bây giờ sao? Cái tin tức không, của chị tại sao? Vì chị phải chứng minh cho em thấy là chị biết có chuyện lắm, chị không có nhiều chuyện. Dạ, nha, dạ. Bây giờ cái này biết rồi mới nói nè. Chị nói đi chị. Thằng Quỳnh Tú Hồng bầu em. Dạ. Nó đang ngoại tình thiệt. Sao vậy, đau bụng hả cưng? Dạ phải. Mấy hôm nay em coi cô vô 8 tuổi. Cái đó nó chưa có ra. Mình phải im lặng. Mình diễn sâu slow motion chậm chậm thôi em. Bây giờ chị báo lại. Em dạ. Hoang mang lại. Em hoang mang xuống tới chị hoang mang. Chị dạ, hoang dạ mang xuống tới em hoang mang. Hai dạ chị mình làm nha. Thằng chồng em, thằng Quỳnh Tú Hồng,
đã có bồ. Tới chị, tới chị. Ê, em chắc tới xa. Ghê quá. Trời ơi, nó có bồ thiệt đó em ơi. Nó có bồ hết trời. Chồng em đó. Từ từ, đừng có giải rớt. Em biết rồi. Em đoán thử coi, trong thời gian gần đây nó có những cái biểu hiện không bình thường không? Nó hay ngủ đúng giờ. Ngủ đúng giờ. Ăn cơm đúng bữa. Ăn cơm đúng bữa. Mỗi bữa cơm, nó ăn với cơm. Mày điên hả? Tao nói mày để ý cái gì không bình thường, mày để ý cái gì bình thường không là sao vậy? Nó hay vô Facebook. Cái đó tao cũng hay làm thường xuyên, con điên kia. Không bình thường. Nó hay vô cái nick của con nhỏ gì mà thôi mệt quá, tao nói thẳng luôn, tao biết đứa nào nó quen luôn. Trời ơi chị sao không nói với em? Nó quen con Đông Nhi, bạn thân mày đó. Trời ơi ca sĩ. Chết mà, rồi. Mà quen chồng mày, mày chịu nổi không? Mày chịu được không? Trời ơi Đông mà Nhi. Mày ngày nào nó đi hát là cũng vô phòng trà mày coi đó, chứ bây giờ nó cua chồng mày luôn kìa. Giờ mày xử quyết, giải quyết làm sao? Nói chị nghe coi. Quánh ghen chị. Làm lớn chuyện cho em. Làm lớn chuyện này cho em. Bây giờ em chỉ đăng kênh 19 liền. Kênh 19 là cái kênh nhà mày coi TV á, mày điên quá đi. Mà một phần là lỗi của thằng chồng em. Em ngồi xuống đi. Bây giờ chị mình phải quánh game, quánh quen. Em nó khoan đi. Sao chị? Cái gì nói thì cũng phải đúng. Cứ ngoại tình là cái đổ thừa cho đàn ông là sai. Đúng. Đôi khi phải nhìn lại em đi. Ăn ở như thế nào hả? Cái đường ăn đường ở em như thế nào mà người ta như vậy? Ở chị... nhà em có làm trọn bổn phận của người vợ chưa? Chị, mà để... chị nhìn kỹ đi chị. Em giấu lắm rồi đó mà nó trồi quá, em nhấn không có được. Trời, chị biết là em đi tập tạ thường xuyên. Trời, cái gì vậy anh ơi? Chứ cái gì? Mới qua Thái Lan, trời ơi, em sợ chồng em chê em nè. Cái ngoại hình em giờ này bị xuống cấp. Em mới trùng tu lại xong nè mà. Ủa nó... bây giờ thời buổi này mày cũng dám qua bệnh nữa hả? Mày không sợ tự nhiên mày đang đi giữa trường giữa lòng suy giả, mày nghe một tiếng vang pum. Mày làm nhiêu tiền vậy? Dạ 101. Trời ơi, một cặp người ta làm 4,000 còn chưa chắc đẹp nữa, nó làm 101 nó dồn sắc dụng trọng đó má ơi. Trời ơi, vợ chồng mày nó bỏ mày là phải rồi. Trời ơi, mà chị làm sao, chị đâu phải cho em được nè, cơm nước em nấu nè. Cái gì em làm ngoại hình em có tút nữa. Tính em dịu dàng nít na đâu có hận thù mà hơn thua với ai đâu. Mặt em lúc nào cũng hiền lành. Hết trơn trời à. Mà sao bỏ em được? Thôi được rồi, nói như vậy chứ chị thương cho số phận em lắm. Nhiều khi mà mày bớt hoang mang lại đi. Bây giờ chị vô tâm lý nè. Tâm lý nhân vật bắt đầu. Nhiều khi chị thương em lắm. Lắm. Nhiều khi. Chị thấy là la. Ê, hồi xưa mày làm bên nhóm bè Cadillac hả mày? Mày té cho mày dập mặt mày đi. Em nhớ nghe. Chị thương lắm. Mỗi lần nhắc tới chuyện mà chồng em ngoại tình, chị xót lắm á. Xót mà. Tao cảm giác như mày coi phim Người Sói riết mày nhập rồi hay gì á mày. Dạ Người Sói 8 tuổi. Trời ơi, em biết chị khóc chuyện gì không? Chị khóc chuyện gì chị ha? Hồi nãy chị khóc là khóc chuyện của em. Đúng rồi. Chị khóc biết... chồng em có bồ. Đúng mà em. Nhưng bây giờ chị khóc là chị khóc chuyện của chị. Tại vì bồ chị có chồng rồi em. Mày tưởng tượng coi, bây giờ cái người bồ của tao, tao chuẩn bị tao coi đó là chồng sắp cưới, mà chồng tao đi làm vợ người ta. Well. Cái thằng mà chồng sắp cưới của chị đó, cái thằng bắp chiến lửa đó, bây giờ nó đi làm vợ của em biết luôn. Ai? Tây Bắc. Em trai của Xuân Bắc. Biết luôn phải không? Em like hoài chứ gì. Mày điên rồi. Tại sao mà gia đình chị tan nát như vậy, bế tắc như vậy mà mày like là sao?
Không phải, em like mấy status của chị đó, mấy status mà chị buồn đó. Trời ơi em, bây giờ nghĩ sao tự nhiên đang quen chị cái quen đàn ông luôn. Bây giờ em nhìn chị đi, chị em nhìn từ trên xuống chị có hư thúi chỗ nào không? Để em tân trang lại cho chị đi, chị làm sao chị kéo chồng chị về đi em. Chị, dạ bây giờ không biết có bệnh viện đập hết làm lại không chị? Tại em thấy nó bị sai hết từ đầu đuôi. Trời, chị tệ dữ vậy hả em? Không lẽ chị tệ dữ vậy sao? Không phải chị, bây giờ em nói chị nghe là... Bây giờ chị phải sửa từ đâu nè? Phải đập hết cái đầu, đập cái... Đập luôn cái... đập luôn cái dưới luôn. Đập hết, rebuild lại chị. Ê mày, mấy mày giết tao đi rồi mày đẻ tao lời. Chứ giờ tao không biết cách nào. Tao không biết cách nào tao sửa đó mày. Trời ơi, mày tư vấn chị sửa từng món chứ bây giờ mày tư vấn một lần một sao chị làm được. Bây giờ chị muốn thay đổi một cái gì đó để thay đổi cái số mạng mũi được không cưng? Chị mũi đẹp rồi, khỏi thay. Mắt được không? Mắt gợi tình, khỏi thay. Môi, môi thịt bò, khỏi thay. Bây giờ thiếu gì gắn nó vô. Cái này nó cũng quá trời rồi, bây giờ thiếu cái nào dư cắt bỏ. Bây giờ nói nghe nè. Chị nghi. Chị nghi cái gì? Đang quen mình mà cặp tay bắt như vậy có nghĩa là không chừng chồng chị bị chơi ngải. Bị bỏ ngải. Chị nhớ, chị nghe hồi xưa em biết gỡ gãi em. Đúng rồi, em bác sĩ đó mà. Em lập đàn em gỡ giùm chị đi. Bây giờ chị ngồi đây em lập đàn em gỡ giùm chị đi chị. Trời ơi, chị nghĩ là chị bị bỏ ngãi rồi em. Nhưng mà chị ơi, phải mua đồ cúng nữa. Có trái dừa nè, mày làm đỡ đi. Trời ơi. Chị nói mày gỡ được cái dừa. Chị phải tịnh tâm nha. Tịnh tâm. Bãi biển vàng cát xanh. Em trên tay cầm trái dừa. Hãy tưởng tượng nó là dừa. Mày điên à, dừa thì nó là dừa chứ tưởng tượng cái gì? Mày coi cô dâu 8 tuổi riết cái đầu mà như 8 tuổi vậy đó. Bây giờ đi em, làm cho chị nha. Chị khẳng định mày không có thương chị. Không chị phải hiểu cho em. Mày múa như một con điên, mày không có làm cái gì cho chị hết. Không phải, em làm cái gì thoải mái tinh thần. Bây giờ bản thân là một người phụ nữ mà bây giờ chồng của chị đi làm vợ của người ta. Em thấy nó đau lắm. Chứ không phải giỡn đâu mà. Của tối ngày đùa trên nỗi đau của chị hả? Không ấy, chị em mình tính với nhau luôn đi. Lời nói đầu môi, chị ơi chót lưỡi đầu môi. Hết rồi. Trời ơi tao hết hồn. Trời ơi gu con, trời ơi em thích ăn bánh trái, em không có thích ăn bánh bèo. Bản thân là một người phụ nữ, chị không thể chấp nhận cái chuyện này. Bây giờ chị. Chị muốn đánh ghen. Chị đánh ghen. Bây giờ em chỉ chị cái cách nào đánh ghen văn minh lịch sự nhất mà không để lại dấu vết, quýnh cái nào nó chừa cái đó. Bây giờ thí dụ em là chị đi, em sẽ làm sao? Em sẽ vô nói nhẹ nhàng. Con muốn gì? Xin hỏi anh có phải là anh X không? Em không biết tên. Tôi là anh Y đây. Em lộn người, xin lỗi. Ê, mày đi hả? Mày đi hả? Mày giả bộ, mày đúng đấy, mày dạ? chỉ mày đi về luôn à? Mày ngộ quá à? Tại vì chị hỏi là em có lịch sự. Thì tao cũng nhập vai thôi, mày mắc cười quá. Dạ, mày làm lại, làm lại. Sao? Cô muốn gì? Xin lỗi, anh là anh X phải không? X nè, X man nè, đàn ông đích thực nè. Anh X chứ gì? Nghe nói là Cà Mau xa lắm. Ở mức chị bán đồ Việt Nam đúng hay không? Mày điên nữa hả? Ê mày. Chị. Mày có mê Phương Mỹ Chi, mày cũng bỏ cái bài đó ra. Mày đang quýnh ghen mà mày nghe nói Cà Mau xa lắm, cái gì con điên kia. Mày phải nói là mày nghe nói mặt mày dai lắm. Dạ. Quýnh ghen mà còn Cà Mau đâu đây con là điên. Gì? Sao con muốn gì? You là is right. Ok, me it is a no answer, no I'm more asking you to talk about mặt, ok. Anh đọc lại em dịch cái em mày không... mệt quá à. Mày quýnh ghen mày dạy cái gì kỳ cục không à? Chị, nó nghe nè. Cái gì? Giờ không quýnh ghen đàn ông bao giờ hết trơn, nó bự vậy sao quýnh được? Bây giờ mày tưởng tượng nó là đàn bà đi, mày quýnh kiểu đàn bà đi. Ok, đàn bà đúng không? Ừ. Đàn bà mới vô nè.
chóc giật này. Xéo hả? Tao bóp cổ mày. Mày múa lụa hả? Không mấy gì quăng nó đi chị. Tao quăng luôn. Thôi được rồi, ngồi yên nó đi. Dạ, ngồi yên nó đi. Để chế tự giải quyết cái chuyện của chế. Sao chế giải quyết sao chế? Người đâu? Vô đây. Dạ em. Kêu người của chế đi. Dạ, dạ dạ dạ. Ngồi yên đi. Chế mời em ngồi. Uống nước dạ. Dừa, uống nước dừa đi. Dạ dạ, cảm ơn chế. Em à, gọi chị tới đây gấp có chuyện gì vậy? Bây giờ em nói chị nè, không phải thân là gọi là bạn. Trên đời này có nhiều đứa khốn nạn mà mang mát bạn thân lắm. Ê da, sao nhột dữ vậy? Chơi lầm bạn rồi. Bây làm giờ sao? Em nói có sách bách có chứng. Đưa bằng chứng ra. Chị coi đi nè. Cái gì vậy? Đó đó đó, thấy chưa, thấy chưa? Quen không chị? Quen không? Đừng quá. Đừng quá. Chế. Nó đi lâu rồi. Nó đâu vậy? Chị tin em. Ngồi xuống, bình tĩnh. Chị nhớ mặt nó không? Chị không có hồ đồ đâu, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhìn kỹ mặt chị, nhìn. Dạ. Em có coi chị là bạn thân không? Coi chứ chị sao nói sao kỳ vậy? Trả lời cho chị biết là em có cặp chồng chị không? Chị hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của em nè. Nó nói lên tất cả. Mày rảnh làm quá. Bạn bao lâu nay làm sao em có thể không làm chuyện đó được? Nãy giờ mình đánh lộn. Thì nãy giờ mình đánh lộn chứ đánh ai? Dạ không, ý em nói là nãy giờ mình đánh ghen lộn người á. Là sao? À là nãy giờ em điều tra kỹ rồi à, là cái người ở trong hình này á là anh Ngô Kiến Huy. Well, well, well. Sao mày không nói sớm? Dạ 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 em lộn quá lộn mà lại bây giờ ở đây lộn xộn. Sư phụ, anh ngưỡng mộ em. Khi nào em mở lớp dạy diễn xuất cho anh đến anh học với? Có lẽ tôi sẽ không cần phải nói gì nhiều hơn nữa. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh. Trước tiên thì cảm ơn trưởng phòng Trấn Thành, cảm ơn Buka và Minh Hân. Nói về Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy là một cái người rất là lanh. Lanh đến độ mà con bẻ miếng của anh Trấn Thành luôn á. Và có những lúc con làm cho anh Trấn Thành phải đu theo miếng của con mới ghê chứ. Cái ô, đó là cái của con. Và cái người diễn chung với con, họ phải cần dùng lại cái miếng đó để gây tiếng cười. Đó là con rất là bản lĩnh. Tất cả những cái tình huống chú đều thích hết. Và cái tình huống cuối cùng của con, khi con nghe nói là đánh nhầm người, con hổ trước khi nó vồ mồi, nó thường thu mình lại. Con y chang giống vậy, rất nhẹ nhàng, vén đầu tóc, quéo quèo quèo. Đi vòng ra đằng sau à. Hai người này đứng coi cái điện thoại không biết chuyện gì. Đằng sau nước thạc phà phà lên, bắt đầu nổi lên như một con điên. Nói chung là chú rất thích cái phần trình diễn của con, tuyệt vời. Và đó là vô cùng tuyệt vời. À, đây là một trong những cái tình huống mà được người chơi xử lý mà tôi phải nói là tôi ngưỡng mộ nhất. Bây giờ thì tôi đã hiểu hơn rất nhiều rằng vì sao bạn lại có nhiều fan hâm mộ đến như vậy. Vâng, xin chúc mừng.